Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, ngày hôm nay mình mời các bạn và cô chú anh chị em cùng theo chân hai vợ chồng mình đi ra vườn nha. Ngày hôm nay hai vợ chồng mình đi vườn bọc mít nha mấy bạn. Đây cái hôm nay mình đi xuồng, mình quay cho các bạn xem nè. Qua ở đây mình có đám rau ngổ ngon quá, để mai chiều gì mình sẽ hái vào luộc làm gì ăn mấy bạn ơi. Thì mấy bạn nhìn thấy cái xuồng của mình nè. Mình đi mình có chuẩn bị bọc lưới nha. Để mình đi ra mình bọc mít. Thì các bạn cũng thấy mít này là cái bờ này mình mới trồng đây nha mấy bạn. Mới trồng đây cho nên mình chưa có cho trái nha. Còn mấy cái bờ mà mình trồng nó được nhiều năm mà mình sẽ để trái. Còn bờ bên đây thì mình cũng mới trồng đây cho nên mình cũng chưa có để trái nữa mấy bạn. Đây. Hôm rồi trái nó nhiều lắm thì mình cũng cắt hết một đợt nha. Còn này cái đợt sau này trái nó hơi hơi thưa nha mấy bạn. Ở đây thì mình để có nơi thì người ta cũng không để, nó vườn lớn có nơi có vườn người ta cũng nói là mít không có giá, người ta cũng cắt bỏ bớt nữa. Còn mình thì mình để đại mấy bạn ơi. Thì giá cả thị trường mà miễn ai sao thì mình dạy có bán là mừng rồi nha. Đây là vú sữa nha mấy bạn. Mình cũng còn được mới vú sữa nè. Trái nó còn quá nhỏ mấy bạn ơi. Trái không được nhiều nữa. Thì vườn thì mình không có trồng gặt một thứ nha mấy bạn. Mình trồng cái một ít vậy đó. Vừa có cho mấy đứa bé nó ăn rồi vừa có mình bán nữa. Mùa nào thì mình cũng có thu hoạch hết nhưng mà không có được nhiều, một thứ một ít vậy thôi nha. Qua wow, con đó con gì vậy? Con gì đó? Ồ nó đậu trên bờ kìa, con quất cái gì quá trời lớn cả. Để mình phóng to cho mấy bạn nhìn thấy không nghe, nó ở ngay chân cái gốc kìa. Ngay cái gốc chôm chôm kìa mà chắc không thấy rồi. Ồ ô kìa nó bự hết sức rồi kìa. Mình thì mình nhìn ở ngoài mình thấy nhưng mà quay chắc không thấy nha mấy bạn. Không phải con cò làm như con quất hay gì anh. Chân cái gốc luôn đó. Ngay chân rồi, ngay chân gốc rồi, gốc rồi, gốc này ngay nè. Nó còn đứng trên bờ kìa. Rồi mình không thấy nó rồi. Nó đứng ngay cái gốc đây nè mấy bạn. Ở ngoài thì nhìn thấy nhưng mà mình quay thì nó không rõ nha, không thấy rõ mấy bạn ơi. Thôi vậy mình không thấy rồi. Đây mình quay vườn mít của mình rồi mấy bạn xem nè. Nè. Ba mình ông xã bơi hút rồi nha. Ở đây là nè. Trái cũng được ít nha mấy bạn. Kìa nó đứng đó đó mấy bạn, kìa nó. Mình phóng rất là to luôn đó mà nó thấy mình nó chuẩn bị nó muốn bay nè. Nó ngay chân chỗ cái. Rồi. Hết thấy rồi. Nó bay rồi mấy bạn. Nó bay qua vườn mít mình này nha. Rồi bây giờ mình tới vườn rồi mình lên để bọc nghe mấy bạn. Thì các bạn ơi, bây giờ mình với ông xã mình tới vườn mít rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ bọc những cái trái mít
À mà nó có khoảng chừng ít trăm gram một ký thôi, còn cái mấy trái nào lớn quá thì mình sẽ không bọc nha mấy bạn. Tại vì nó lớn gần thu hoạch rồi cho nên mình không có bọc nó. Nếu như chúng ta muốn bọc nó thì mình sẽ xịt thuốc nha mấy bạn. Mình xịt thuốc dưỡng hoặc là thuốc sâu gì đó tùy theo nhà vườn của mỗi người á. Mình xịt xong rồi mình bọc nó thì nó mới có kết quả nha. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng đi bọc mít với mình nha. Thấy ghế không? Lấy cái nào dớ vừa tay thôi. Đó, cái đó đó. Ừ. Cái này nữa nè. Còn mấy cái nhỏ này đựng bọc chứ sao tướng lệnh hả? Thì các bạn ơi, nãy giờ thì mình bọc cũng khá nhiều nha, nhưng mà mình không có quay nhiều nha mấy bạn. Quay nhiều dài quá thì cái video của mình nó sẽ dài và nó sẽ nhiều thời gian hơn. Thì bọc như thế này, trái có bi lớn thì mình bọc nha mấy bạn, còn trái này thì bé quá cho nên mình chưa có bọc nó. Thì mấy bạn biết không, thì không biết những nhà vườn khác sao, còn nhà vườn của mình thì nếu như mình muốn bọc thì bữa trước là ông xã mình đã tưới thuốc sâu và thuốc dưỡng rồi, ngày sau thì mình mới bọc nữa nha. Mình bọc những cái trái nhỏ nha mấy bạn, còn mấy trái ở trên kia nó cao quá rồi nữa, một lát mình lấy cái ghế rồi mình mới bọc tới mấy bạn ơi. Còn cái trái mít này của mình nó đã già rồi, chắc một vài ngày thì mình sẽ đốn đó. Trái mít này tầm tầm cỡ mười mấy ký nha. Mình bọc những trái mít có khoảng ít trăm gram một ký, còn trái lớn như thế này là mình không có bọc nữa nha mấy bạn. Cái này là nó đã hút đợt bọc rồi. Đây. Ông xã mình bọc vườn bên kia rồi đó. Ông qua tới vườn bên kia rồi. Mình quay lại những cái bọc mít cho mấy bạn xem nha. Ông xã mình bọc tới vườn bên đó rồi đó. Mùa này đi vườn cũng phải mang khẩu trang nữa nha mấy bạn. Mình đi qua phía bên đây nha mấy bạn. Cái này già nè mấy bạn. Cây này thì còn được 3 trái như thế này, tầm tầm cỡ vài ngày nữa mình sẽ hái 2 trái này. Còn cái này thì nó mới vừa dốc.
mình bọc đây một trái nhỏ nữa. Cái cây này thì nó hết đợt sau nha các bạn, nó còn được có một trái. Cái đợt sau này không được nhiều nha mấy bạn. Chứ cái này thì mình bọc còn lớn nữa thì không nha. Dưới đây, cái trên kia nó bọc được luôn, nhưng mà nó cao quá, một lát nữa mình lấy cái thang rồi mình bọc nha mấy bạn. Dưới mình ra lại mình có một mớ phai lùng nữa, hôm nào mình sẽ đào phai lùng coi có cũ không. Trái như vậy thì mình không có bọc mấy bạn, trái này già rồi, vậy hôm mình hái rồi nè. Thì mấy bạn cũng biết rồi đó, vườn mít này của mình trồng được bốn năm rồi, cho nên mình mới để trái nhiều như vậy nha. Chứ còn nếu như mình mới trồng mà hai năm mấy thì không dám để nhiều, tại cái cây của mình không được lớn nha mấy bạn. Còn cây này thì mình mới bọc đi hai trái trên đó nữa mình sẽ bọc luôn, nhưng mà để nữa mình lấy cái thang mình mới bọc được. Thì mấy bạn ơi, ngày hôm nay thì mình cũng xin chia sẻ về cái phần vườn mít của mình nha. Thì hôm nay thì mình cũng đi bọc mít, rồi sau đó mình sẽ dọn những cái nhánh khô. Rồi ở đây những cái trái mít của mình như thế này là mình sẽ để về chứ mình không có bọc nha mấy bạn. Vậy đến đây thì mình cũng xin tạm dừng cái video tại đây, tại vì nó cũng khá là dài rồi. Nếu như dài quá thì cô chú anh chị em xem sẽ nhàm chán. Vậy bây giờ mình đến đây thì mình cũng xin tạm dừng cái video lại đây. Rồi mình cũng xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân, bên gia đình nhỏ của mình. Nếu như trong cái video mình có nói gì và mình có làm gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho qua cho mình nha. Thì tại vì mấy bạn biết không, thì mình mang khẩu trang thì cái lúc này thì đi ra đường ai cũng phải mang khẩu trang hết. Thì ngày hôm nay là cái ngày cuối tuần thì ai cũng đi dọn dẹp vườn hết. Cho nên mình thấy có người ta đông quá, cho nên mình không có mở khẩu trang ra nha. Nếu như có gì sai sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho mình. Và mình cũng xin chúc cô chú anh chị em một ngày vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và mình cũng mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video gần nhất, trong những cái món ăn sớm nhất. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.